Phần cuối Cháu Thảo và Chuyến về quê có cái kết quả bất ngờ. Tôi với ông thì vẫn ngồi uống rượu và nói chuyện, thỉnh thoảng tôi để ý thấy ông cụ đặt tay lên đùi con bé Linh. Nếu là bình thường thì tôi không nghĩ gì đâu, nhưng đôi lúc thấy bàn tay nhăn nheo của ông hơi động đậy lại làm tôi thấy hơi ghen tức trong lòng một chút. Nhưng không sao cứ để con bé ngồi đó dù gì cũng là ông của nó mà. Trên phản thì Vi, vợ tôi và mẹ tôi đang ngồi nói chuyện cười khúc khích nhìn có vẻ rất hợp nhau lúc này con bé linh vẫn đang nằm dựa vào tay ông hai chân vắt chéo nhìn nó mà tôi muốn chạm vào nó quá cái ghen nhà tôi to lớn nên ông tuy đã già nhưng vẫn khá đô con bé linh nằm vừa vặn trong đó bỗng tôi thấy ông làm rơi một mẩu xương gà nhỏ lên người con bé linh tôi tưởng ông sẽ nhẹ nhàng gầy nó ra ai ngờ ông cụ đặt nguyên bàn tay vào linh lấy ngón cái và ngón trỏ cầm chiếc xương và bỏ xuống mâm trời ạ à, tôi thấy linh vẫn nghịch điện thoại dường như nó không quan tâm đến tay của ông nó còn ba tôi vẫn ngồi nói chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra hay tại tôi đã suy nghĩ quá lên quan trọng hóa vấn đề không tôi không biết được nhỡ đâu cái ghen bệnh truyền từ ông sang tôi từ tôi sang các con nhà tôi thì sao tôi suy nghĩ nhiều quá ai già ông mỏi quá con lên giường ngồi với mẹ nhé để ông với ba con ngồi uống rượu Ông cụ đỡ Linh cho nó đứng lên ngay lúc đó tôi thấy tay của ông cụ để ở vòng eo con bé đẩy nó lên, hình như có hơi tác động thì phải, gì thì gì chứ mắt tôi tia nhanh lắm. Mà thôi không được nghĩ bậy nữa, ông già rồi đâu còn đủ sức nghĩ chuyện đó như tôi nữa. Vì hôm nay vui nên tôi và bố 9 giờ 30 phút mới ăn cơm xong, xong xuôi hai bố con lên ngồi trên bàn uống nước, còn bọn nhỏ ra rửa bát, Mi ngồi nói chuyện với mẹ tôi trên chiếc phản đặt cạnh tủ. Này bà nó ơi, tí nữa sắp xếp cho bố con nhà nó ngủ đâu nhỉ? Ông cụ đứng dậy đi quanh nhà ngó vào các phòng. Bà cụ ngồi trên nghĩ nghĩ, thì nhà có ba phòng, có cái phản ngoài này tôi nằm rồi, cho vợ chồng nhà thằng Hùng ngủ buồng trong. Bà này buồn cười, buồn trong giường bé tí sao ngủ đủ ba người. Ơ cái ông này, tôi bảo vợ chồng nhà nó ngủ một giường, còn con bé Linh với Vi ngủ với tôi, cho ông một mình một giường buồn bên kia đấy ôi rào cái bà này cho con bé vi ngủ cùng bà để hai ông cháu tôi ngủ giường trong cũng được chứ ba người leo lên cái phản bé tí ngủ sao nổi hả con bé linh ngủ với ông sao tôi nhìn qua chiếc phản cũng bé thật nhưng tôi lại không muốn linh ngủ chung với ông tôi liền nói hay ba con mình ngủ chung cho mẹ con nhà nó một mình một vương quốc ba nhỉ anh chị này tôi còn lạ gì nữa từ lúc lấy nhau có bao giờ rời nhau nửa bước ba tôi nói trêu tôi cũng cảm thấy khó xử tôi thì không muốn nhưng chả có lý do nào để khước từ cả vì cũng lâu ông cháu không gặp nhau, với lại hồi bé về đây nó cũng toàn ngủ với ông, thôi còn mỗi một cách hỏi con bé Linh xem nó có đồng ý không. Thôi thế cũng được anh ạ, à. anh với em ngủ giường trong cho Vi ngoài này ngủ với bà, con bé thỉnh thoảng còn bóp chân bóp tay cho mẹ. Mi khuyên tôi. Đúng lúc đó Vi với Linh đi vào nhà, tôi để ý thấy chân ông cụ cứ rung rung từ nãy như kiểu đang mong muốn một điều gì đó vậy, tôi lo quá thấy Linh tôi chưa kịp nói bố tôi đã nói trước. Cháu của ông vào đây ngồi ăn dưa nào." Ông đưa tay ra đón Linh. "Vi, con cầm ra cho bà với mẹ cùng ăn." Ông cầm một miếng đưa cho Linh, còn đâu đưa cả đĩa cho Vi. "Xem nào, tối nay cháu gái ngủ với ông nhé." Ông cụ xoa đầu Linh và kéo Linh ngả vào vai rất tình cảm. Linh vừa nhai dưa vừa nói, "Dạ, vâng thế cũng được ông ạ." "Ôi trời ơi, Sao con bé Linh không đề phòng như với tôi nhỉ? Từ lúc có những suy nghĩ đó tôi luôn cảnh giác cho con bé trước tất cả những ai là đàn ông kể cả người nhà. Thật sự đầu óc tôi bây giờ không còn cứu chữa nổi nữa. Lâu lắm rồi ông cháu không tâm sự nhỉ, tối nay có thích ông kể chuyện cho nghe không? Ông cụ dường như khá hớn hở. Cuối cùng thì cũng 10 giờ 30 phút cả nhà bỏ màn ai nấy về giường đi ngủ, vì ở đây dưới quê nên mọi người đi ngủ rất sớm nằm trên giường mà tôi không khỏi lo lắng cho con bé Linh. Tôi tò mò không biết bên kia ông cháu nó đang làm gì thấy im im. Mặc kệ cho mi đang nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng chỉ à ừ cho qua, chứ thực ra tôi đang chú tâm nghe ngóng sang bên phòng ông cụ. Anh Hùng! Anh Hùng! Ơi! Anh vẫn đang nghe chuyện mà. Anh buồn ngủ chưa? Anh nghe gì mà cứ à ờ à ờ thế? Buồn ngủ thì ngủ đi. Ừ! Anh cũng hơi mệt vì đi cả ngày nay rồi, anh ngủ trước nhé. Tôi nằm cố gắng ngủ mà không yên cảm giác không yên tâm chút nào, nhưng do đường xa tôi lại có ít rượu nên hơi mệt thật tôi thiếp đi một lúc. Bỗng lúc sau tôi tỉnh dậy vì ngủ không ngon, xem đồng hồ 12 giờ 30 phút. Vợ tôi thì ngáy như sẻ gỗ trong căn nhà im ắng, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào bên kia phòng ông cụ. Tôi tò mò quá không biết bên nó đang nói chuyện gì hay làm gì. Bỗng tôi nghe thấy tiếng cách cửa phòng ông cụ đóng lại, Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng trong lòng có một chút gì đó hơi dạo rực. Đánh liều tôi bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài sân, con bé Vi đang mang bầu ăn no ngủ say lắm, cả mẹ tôi nữa cũng đang ngáy nên tôi khá yên tâm. Tôi mon men ra ngoài sân đi ra vườn và nhẹ nhàng tiến tới cửa sổ phòng ông cụ. Cảm giác của tôi đang mách bảo tôi rằng dường như ông cụ đang có một ý đồ gì đó với con gái mình. Càng lúc tim tôi càng đập nhanh hơn tôi lén lút như một tên trộm, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cảm giác của tôi nữa. Tôi ngồi xuống chỗ cửa sổ đang đóng, tôi biết ở đó có một cái thanh cửa bị mối mục, hồi trước tôi đã gầy chỗ mục ra thành một cái lỗ ngang. Tôi ngó vào bên trong thấy trong phòng chỉ còn ánh điện ngủ, tôi ngó thấy con bé Linh nằm trong ngay gần chỗ tôi, ngó nó đang quay lưng lại phía tôi có lẽ nó đang ôm ông trời ơi tối quá tôi không nhìn rõ bên trong chỉ thấy cặp đùi trắng của con bé lúc thì để im đôi lúc thì hơi cựa quậy không biết ông cháu nó đang làm gì tôi ghé sát tai vào cửa thì nghe câu được câu không hình như ông đang kể chuyện cho con bé linh thì phải tôi nghe ngóng được một lúc thì ông cụ đứng dậy ra bật đèn chiếc đèn dầu từ ngày xưa tuy không sáng lắm nhưng tôi ở đây cũng được một lúc mắt cũng đã bắt đầu thích nghi dần với ánh sáng trong phòng nên khi ông cụ thắp đèn dầu lên tôi thấy khá rõ mọi thứ trời ơi tôi không thể tin vào mắt mình nữa đập vào mắt tôi là hình ảnh con bé linh đang giống ở nhà khi cùng tôi tôi bắt đầu thấy khá hồi hộp nhưng kèm theo cảm giác ghen tức với ông cụ tại sao tại sao bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi con bé đã nói chuyện gì với ông hay ông đã dụ dỗ con bé thế nào mà nó lại đồng ý như thế kia dường như hai ông cháu đang giấu cả nhà về hành vi này đúng thật bố tôi đã truyền lại cho tôi dòng huyết mạch này không biết ông đã làm gì vợ tôi chưa nhưng ngay lúc này đây ít nhất tôi vừa thấy con linh cùng với ông và làm tâm trí tôi dối bời quá mặc dù vậy nhưng như đang có một dòng điện chạy từ chân lên đầu tôi tôi không muốn vào nhà mà muốn ngồi đây xem ông cháu nó làm gì tôi tò mò quá nhìn chân con bé linh thon gọn đáng yêu quá bỗng ông cụ bước lên giường tôi ngó thấy ông nằm xuống và quàng tay qua linh con bé linh nằm yên nó đang nói nói một cái gì đó tôi ghé tai cố gắng nghe thì hình như nó đang bảo ông kể chuyện cho nó nghe ông cụ xoa xoa lưng con bé và gác một chân lên nó rồi đột nhiên ông nói to hơn lúc nãy ông cảm ơn con nhé con đã chấp nhận yêu cầu đáng xấu hổ của ông ông cũng sắp gần đất xa trời rồi có cô cháu gái tâm lý thế này ông nhắm mắt cũng yên lòng trời ơi chuyện gì đây yêu cầu gì vậy tôi nghĩ vâng nhưng chỉ một lần thôi đấy con thương ông lắm mới đồng ý đó linh này ông cụ vẫn xoa lưng con bé À, Linh quàng tay qua để lên người ông, "Con có thể giúp ông giúp cho chót được không?" "Dạ, chuyện gì nữa hả? À? Con chỉ đồng ý cho ông thế thôi à nha." "Như con biết đấy, ngoài bà ra ông không để ý đến một cô gái nào, thành ra ở tuổi này ông chỉ biết mỗi bà con thôi. Lúc nãy con thương ông cho ông được sáng mắt ông cảm ơn lắm, nhưng bây giờ con cho ông khai sáng hơn được không Linh?" "Trời, không được đâu ông, như vậy con sẽ mất hình tượng đẹp về ông lắm." À, hóa ra là thế con bé thương ông cũng giống như hồi nó thương tôi vậy nhưng khổ nỗi tôi với bố tôi lại giống tính nhau được voi đòi hai bà trưng tôi biết ông cụ đang muốn gì ngồi đây nghe câu chuyện của hai ông cháu mà tôi cứng đơ người ông xin nó ông cũng sắp chết rồi đâu còn được sống với con cháu nữa con coi như đây là món quà đặc biệt tặng riêng ông được không Ông không muốn sau khi chết ông chỉ biết mỗi độc một món ông xin con đấy Tôi ngó thấy Linh nhìn lên trần nhà không nói gì, tôi biết con bé đã có vẻ xui xuôi. Rồi chuyện xảy ra cũng giống y như tôi, cái Linh vẫn cái tính thương người và nhiệt tình đáp lại. Ông cũng cố công cày cho sâu quốc cho bẫm. Bỗng thấy tiếng kêu con bé Linh có khác thường, tôi ngó thấy ông cụ như như sóng biển trong bUo đang ầm ầm va bờ đá, cuối cùng bão cũng qua sóng cũng lặng. Tôi thấy Linh với vẻ mặt của nó là tôi biết, chắc chưa còn chưa thấm gì, còn ông thì nằm im thở dốc tôi nhìn cũng thấy thương con bé thôi đợi về nhà rồi đền bù cho nó sau tôi nhẹ nhàng đi vào trong nhà lên giường nằm cũng may là không một ai tỉnh cả tôi trằn trọc mãi không ngủ được đợt về quê lần này khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhiều thứ quá khả năng mai tôi sẽ cáo lỗi việc làm và về nhà luôn tôi không muốn ông lại tiếp tục nữa như vậy là quá đủ rồi đúng như những gì tôi dự định tối qua sáng hôm sau tôi giả vờ gọi cô thư ký và nói chuyện với ông bà rằng phải về ngay vì có việc cực kỳ quan trọng Ông bà tìm đủ mọi cách giữ lại nhưng tôi kiên quyết quá thành ra ông bà cũng bó tay, vợ tôi và các con thì cũng không phản đổi gì, một phần vợ tôi cũng phải về vì công việc. Tôi cũng khá yên tâm vì mẹ tôi cũng đã khỏe, tôi gửi tiền lại cho ông bà để xây lại nhà tắm. Chúng tôi nán lại ăn trưa với hai cụ rồi lên xe bắt đầu cuộc hành trình 200 km. Trên đường đi tôi để ý con bé Linh, nó lại không nói gì rồi và thỉnh thoảng hay cáu bẳn, tôi đoán do hôm qua nó không được như ý muốn càng nhìn nó tôi càng thấy muốn về nhà hơn bao giờ hết để tìm cơ hội được tiếp tục cùng con bé. 7 giờ tối chúng tôi có mặt ở nhà, ai nấy cũng mệt mỏi, đúng như kế hoạch đã vạch ra trên đường đi, về đến nhà. Tôi tắm phòng dưới và cố gắng bảo con bé Linh lên tắm phòng trên, để đợi lúc chúng tôi tắm xong, đến lượt vợ tôi và Vi thì tôi sẽ thực hiện ý đồ với Linh. Ngay khi cửa phòng đóng lại tôi gọi Linh sang phòng. Linh ơi! Sang đây ba nhờ. Dạ. Chuyện gì thế ba? tôi bắt đầu kể nhanh câu chuyện tối hôm qua linh với ông hòng nhằm nắm thóp được con bé thấy linh như gần khóc tôi an ủi thôi ba biết con thương ông nhưng lần sau đừng như vậy nữa vâng con xin lỗi nào con gái lại đây ba biết con hôm qua chưa thỏa mãn đúng không để ba giúp con nhé tôi để linh nằm xuống giường bên phòng tôi đừng mẹ với chị vi đang ở nhà linh ngồi dậy không sao đâu mẹ với chị vi còn lâu mới xong hôm qua nhìn con vậy mà ba buồn lắm con biết không nghe tôi nói vậy linh không biết làm sao nữa vậy nhanh lên nếu có gì con không chịu trách nhiệm đâu thấy linh nói vậy thì còn gì lo nữa cái trò chơi và cái vòng luẩn quẩn cứ tươi đẹp với tôi nhưng của ngon vật ngọt thì cay đắng cũng nhiều vì sự việc đã xảy ngay sau đó bỗng thật không may đúng lúc đó két lên một tiếng và cánh cửa mở ra ơ ờ, anh Hùng. Tôi và Linh chỉ biết tròn mắt ra nhìn ngoài cửa, trong đầu tôi lúc đó nghĩ đúng một câu, thôi xong rồi. Cuộc đời tôi kết thúc một cách lãng nhách như vậy đó, một tháng sau khi vợ tôi bỏ nhà về nhà bố mẹ và dắt theo cái Linh, tôi đã nhận được đơn tố cáo của tòa đã gửi cho. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì, trong khi bên công an điều tra mà ra cả tội tôi với con bé Thảo. Cuối cùng tôi bị xử 20 năm về, chỉ vì một phút bấn loạn mà cả đời mọt gông, một tuần sau khi tôi vào trại, vợ tôi có đến thăm nhưng chỉ đến một mình. Sau khi vợ tôi về, tôi chỉ muốn theo ông bà ông vải luôn khi biết ba mẹ tôi dưới quê đã qua đời vì nghe được hung tin này, gia đình thằng Dũng thì chuyển vào Nam ở và chuyển luôn công tác, căn nhà hạnh phúc năm xưa của chúng tôi cũng đã được bán, vợ tôi và con bé Linh cũng chuyển về với ông bà ngoại để sinh sống tôi thật không dám tưởng tượng đến cái cảnh hàng xóm của tôi nghĩ gì về chuyện này và cả dưới quê nữa. Cũng may tôi sẽ không còn xuất hiện ở đó nữa. 20 năm đối với tôi sẽ trôi qua ở đây và mãi mãi đến cuối đời trong song sắt này. Hai tháng sau bà My nhận được tin giữ từ trại giam rằng chồng bà đã bị mất ở trong phòng không rõ nguyên nhân. Nhưng nhiều người nghĩ chắc chắn ông Hùng đã bị những